me, I'm Thanh from Ama English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với video clip của Thanh. Và hôm nay Thanh quay trở lại với một cái video clip về học phát âm. Thì Thanh sẽ làm một chuỗi các cái bài giảng về cách chúng ta có thể học từng các cái âm nhỏ, từng các cái quy tắc nhỏ và chúng ta có thể viết được phiên âm của những cái từ đó, được chưa? Và những cái lỗi sai mà người Việt hay mắc phải trong quá trình mà mình giao tiếp tiếng Anh cũng như là mình phát âm tiếng Anh nhé. Thì đầu tiên hôm nay thì là Thanh muốn giới thiệu cho mọi người đó là quy tắc đầu tiên. Quy tắc là những từ có chứa âm I, những từ có chứa chữ A và chữ I, A I ngắn nhé, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi vào quy tắc luôn ạ. Rồi, okay, so how to pronounce these words? Vậy thì chúng ta sẽ thử phát âm cho Thanh những cái từ này nhá. Đầu tiên là từ trời mưa đúng không? Mọi người hay phát âm là gì nhỉ? Okay, có phải mọi người hay phát âm là rain không ạ? Đó, ok. Vậy thì âm I ở đây Thanh được phiên âm là âm E đúng không? Rồi, ví dụ cái từ tàu hỏa này thì mình sẽ được phát âm là gì nhỉ? À, Thanh thấy mọi người hay phát âm cái từ này là train. Ok, rồi, tương tự cái từ này mình phát âm là gì ta? Rain à? Ok, rồi, bản chất của những cái từ này sẽ không được phát âm như vậy nhá. Chúng ta sẽ không được, mọi người đang bị lầm tưởng đó là à cái âm AI và các bạn sẽ được đọc thành âm E, gần giống âm E ở trong tiếng gần gần giống âm E ở trong tiếng Việt. Tức là nên chúng ta đã đang bị đồng hóa à chúng ta đang bị đồng hóa từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đó, tức là chúng ta nghe thấy à cái âm này nó gần giống cái âm nào đó trong tiếng Việt. Thế nên là chúng ta sẽ mặc định đó là âm vậy. Ví dụ cái từ này Thanh phát âm một cách chính xác thì nó là rain, được chưa? Cái từ này là mình sẽ đọc là train, không phải train mà là train. Ok, còn cái từ đường ray này thì Thanh sẽ đọc là rail, rail. Ok, được chưa? Đó, vậy thì chúng ta sẽ có thấy có một điểm chung là trong ba cái từ này đều xuất hiện cái âm AI, đúng không ạ? Mọi người có thấy không? Rồi, trong ba cái từ này đều xuất hiện cái âm AI. Vậy thì cái âm AI trong trường hợp này nó được đọc giống nhau hay là đọc khác nhau? Ok, thì chúng ta sẽ đi vào quy tắc đầu tiên luôn, rất là dễ đầu tiên luôn. Đó là quy tắc những từ có chứa AI ngắn. Khi mà chúng ta bắt gặp một cái từ là bất kỳ mà có chứa cái quy tắc là à mình có từ AI ngắn, được chưa? Thì chúng ta phải lưu ý hai điểm sau đây giúp Thanh. Điểm thứ nhất đó là quy tắc 1, trọng âm sẽ rơi vào âm I, tức là trọng âm sẽ rơi chính vào cái âm I đó. Và quy tắc thứ hai đó là âm I ở trong trường hợp này sẽ được đọc thành âm A, không được đọc thành E nhé. Không được thành E trong tiếng Việt mà nó là âm E. Thanh mở rõ này hơn để cho mọi người rõ này. Mình đọc là âm E. E. Rồi, đứng chưa ạ? Đó, thì mọi người lưu ý cho Thanh nhá. Mình sẽ có hai điểm cần lưu ý. Đó là khi mà gặp cái từ có chứa AI ngắn thì chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất, trọng âm sẽ rơi chính vào AI ngắn. Và thứ hai, đó là âm AI ngắn đó sẽ được phiên âm thành âm E ở trong tiếng Việt. Âm A, được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ học cách. Vậy thì cái âm A này sẽ được phát âm như thế nào? Mọi người lưu ý cho Thanh nhá. Âm EI này sẽ được gọi là một nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi tức là như nào nhỉ? À, nguyên âm đôi tức là nó được ghép bởi hai nguyên âm đơn vào với nhau. Tức là EI sẽ được ghép bởi với âm E và âm I. Được chưa? Âm E và âm I. Rồi, vậy thì cách đọc của cái từ này như thế nào? Có rất nhiều học viên sẽ đọc cái từ này giống chữ ở ây ở trong tiếng Việt. Được chưa? Rất nhiều người sẽ đọc cái chữ này là chữ ây ở trong tiếng Việt. Như thế này. Đó, Thanh thấy học viên đọc cái thành cái chữ này. Rất nhiều đúng không? Hoặc là mọi người sẽ đọc thành âm eight, âm s đấy ạ. Đó, ở trong tiếng Việt. Đây là lỗi sai mà mọi người hay mắc phải. Được chưa? Thế nên từ bây giờ mọi người lưu ý cho Thanh, mình sẽ không đọc như vậy nữa. Mình sẽ đọc là âm E và với âm I. Mọi người nhìn cho Thanh cái khẩu hình miệng ở đây nhá. Đúng không ạ? Cái khẩu hình miệng ở đây này. Đó, tức là bắt đầu là khẩu hình miệng của âm E và kết thúc bắt đầu là khẩu hình miệng của âm E và kết thúc là khẩu hình miệng của âm I. Đó. Và chúng ta sẽ nối vào với nhau này là A. A. Ok, look at my mouth carefully. Mọi người cố gắng nhé, nhìn cái khẩu hình miệng của Thanh một cách kỹ càng để chúng ta sẽ phát âm chuẩn cái âm này nhá. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu bản chất vấn đề ấy,
thì chúng ta sẽ học rất là nhanh và nhớ rất là lâu. Còn nếu mà chúng ta chỉ bắt chước xem à cái âm A này nó gần giống cái chữ ới A ở trong tiếng Việt thì nó rất là khó nhớ và các bạn sẽ không bao giờ hiểu được bản chất vấn đề. Chính vì vậy là các bạn sẽ không thể phát âm được tiếng Anh. Được chưa? Rồi, nào, bắt đầu Thanh nào. A A A E đúng không? A đó. Thì cái từ cái âm E đầu tiên này, mọi người giúp cho Thanh cái chữ E đầu tiên này, mọi người đọc cho Thanh là thanh ngang. Thanh ngang tức là mình không có dấu, tức là E ở đây mình vẫn đọc là E. E đúng không? Thứ hai cái âm I này thì mình sẽ đọc được với thanh huyền, tức là mình thêm cái dấu huyền giúp cho Thanh. Tức là mình không đọc là I nữa, mình đọc là I đúng không? I và nối là e đó, và đọc nhanh hơn, mượt mà hơn thì nó sẽ là e đó. Mọi người hiểu bản chất vấn đề không ạ? Rồi, ok, e đó. Cái miệng của Thanh sẽ di chuyển nhá, từ cái khẩu hình của âm e này e sang khẩu hình miệng của âm i này e đó. E được chưa? Ok, well done, tốt nha. Đó, đó chính là cách phát âm của cái âm A này. Được chưa? Mình sẽ không đọc là A hay là mình cũng không đọc là it, được nhá. Rồi, sau khi mà chúng ta sẽ học biết được cách phát âm của nó như vậy rồi thì chúng ta sẽ đi sang cái phần tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ luyện một số âm có cách phát âm tương tự và có dấu hiệu tương tự. Rồi, mọi người có thể nhìn ở đây nhá. Thanh có từ này đúng không? AI này, trọng âm rơi chính vào AI luôn đúng không ạ? Và chúng ta để đọc cái từ này là không phải là wet nữa, mà nó sẽ đọc là, chúng ta sẽ không đọc là wet nữa, mà chúng ta sẽ đọc là gì ạ? À, mình đọc nguyên âm trước nhá. A sau nối với từ đằng trước, wait, nối với từ đằng sau, wait. Wait đúng không? Cái từ này từ chờ đợi đấy, mọi người hay đọc là wet wet đúng không? Mình không đọc như vậy nữa. Rồi, đọc lại theo Thanh nào. Wait. Wait. Wait, nhớ ending sound của Thanh nhá. Tiếp theo, cái từ tàu hỏa tương tự, mình không đọc là train nữa, mình sẽ đọc là train. Train. Mọi người lưu ý nhá, âm AI trọng âm rơi chính vào AI và AI sẽ được phiên âm thành âm A, đúng không? Chính vì vậy mình có thể viết được phiên âm của cái từ này luôn. T, R, AI là A và chữ N giữ nguyên. Đó, mình sẽ phiên âm được cái từ này là train, right? Train. Train, được chưa? Train, ok, good job. Next one. Next one. Rồi, tiếp, mình có cái từ này mình đọc gì ạ? À, raid. 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 Ok, next one. Tiếp theo, mình có từ whale. Mọi người lưu ý chữ L ở cuối từ giúp anh nhé. Mọi người cong lưỡi lên là tạo thành chữ L này. Rồi, mình nối này. Whale, whale, whale. Đó, được chưa? Whale, whale, whale. Được chưa? Rồi, cái từ trời mưa nè. Rain, rain, rain. Tiếp. Whale. Mình sẽ có cái chữ E ở cuối cùng này, được chưa? Và lưu ý cho Thanh, nếu mà cái chữ E ở cuối cuối cùng một từ thì cái chữ E đấy luôn luôn câm. Tức là E câm, tức là mình sẽ không được phát âm cái âm E này ra. Chính vì vậy, khi mà nhìn vào cái mặt phiên âm ở dưới, các bạn sẽ không nhìn thấy chữ E đâu. Đúng không ạ? Mình chỉ đọc W, A và V thôi. Và mình sẽ đọc là wave, wave, wave. Ok, great. Next one. Rồi, tương tự này. Mình sẽ đọc là claim, claim, claim. Next one. Rồi, à, từ này là từ có hai âm tiết. Và chúng ta đã học là nếu mà có xuất hiện AI thì trọng âm sẽ rơi chính vào AI. Đúng không ạ? Vậy thì ở trong từ này sẽ trọng âm sẽ rơi vào âm tiết số 2 đúng không? Và AI ở đây mình sẽ được phiên âm thành âm A. Chính vì vậy mình sẽ được phát âm cái từ này là contain, contain, contain. Yes. Rồi, cái âm được nhấn trọng âm mình sẽ đọc cao hơn và rõ hơn so với âm không được nhấn trọng âm. Vậy thì trong trường hợp này âm được nhấn trọng âm là âm A đúng không? Rồi mình đọc là chain, chain đúng không? Và cái âm này không được nhấn, mình sẽ đọc đi xuống là cần, cần. Âm nhấn trọng âm đi lên, chain. Ok, so chúng ta ghép vào với nhau là contain, contain. Great. Đó. Rồi, tiếp theo.
this one. Rồi. Tương tự mình sẽ đọc là gì đây? Nhìn nhận xuất hiện e ở cuối từ, mình không là ông câm nhá, mình sẽ đọc là raise, raise, raise. Next one, bail. Chữ L này, cong lưỡi lên là kết thúc. Kết thúc cái từ đó phải cong cái lưỡi lên thì tạo ra chữ L nhá. Bail, bail, bail. Next one, trail, trail, trail. Next one, rail, rail, rail. Okay. Paid, 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 paid. Mọi người nhớ cái ending sound của Thanh nhá. Không được bỏ ending sound. Ending sound ở đây là D, tức là âm cuối đó. Âm cuối của Thanh ở trong trường hợp này đó là chữ 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 D đúng không ạ? Rồi, ok, nhớ nhá. Yes, paid, paid. Tương tự, frail, frail, frail. Tương tự, cái từ này. Từ này mọi người hay đọc là nail ấy, được chưa? Mình không đọc nail nhá, mình sẽ đọc là nail, nail, nail. Rồi, tương tự cái từ email đó. Đó, email đúng không? Không đọc email nhá, mình đọc là mail, mail, mail. Tiếp theo. Tiếp. Nail, nail, mail, mail. Mọi người cố gắng nhé. Trong quá trình mà Thanh đã dành thời gian để chia sẻ cho mọi người cách đọc thì mọi người Thanh và đọc từng từ cùng với từng từ. Thanh cũng phân tích từng từ và đọc cùng mọi người với từng từ như vậy và lưu ý từng những cái điểm nhỏ nhất. Thì trong quá trình mọi người xem video thì mọi người cố gắng mà đọc lại y hệt theo Thanh để chúng ta có thể luyện tập, được chưa? Bởi vì ngôn ngữ, học một ngôn ngữ bất kỳ chúng ta sẽ không phải là về bài toán về chỉ số IQ, nó không phải cái sự thông minh, mình thông minh đến đâu thì mình học được nhiều, mà ở đây là cái cần một cái sự cần cù, tức là sự chăm chỉ và cái sự repeat, tức là gì ạ, lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta mới thành phản xạ, được chưa? Rồi để chúng ta chuẩn cái âm của mình đã nhá. Rồi bây giờ chúng ta đọc tiếp nào. Rồi cái này mình đây cái từ này có hai âm tiết và trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, tức là rơi vào đúng cái ai này luôn, và ai đọc là a đúng không, mình sẽ đọc là âm ờ là không được đến trọng âm thì đặt đi xuống là ờ đúng không? Cái này âm đi lên. Afraid, 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 afraid. Great. Next one. Cái tên này mình đọc là trait, 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 trait. Next one. Hai từ hai âm tiết này trọng âm rơi tiết thứ hai luôn, rơi vào chính ai. Ai đọc là a. Up đúng không? Obtain, right? Obtain, obtain, obtain. Yes. Tương tự. Sustain, 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 right? Next one. Retain, 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 and await, 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 await. Rồi, ok, that's it. Tất cả đó là hôm nay chúng ta đã học được ngày hôm nay. Và that's it for today. And hy vọng là mọi người sẽ học được một cái điều gì đó qua video clip của Thanh. Và chúng ta tổng hợp lại là chúng ta sẽ học quy tắc đầu tiên, đó là quy tắc từ có chứa AI ngắn thì trọng âm sẽ rơi chính vào AI ngắn. Và AI ngắn đấy sẽ được đọc thành âm A, được chưa? AI ngắn sẽ được đọc thành âm A. Lưu ý, âm A đấy không phải đọc là âm ớ y a ở trong tiếng Việt, mà chúng ta sẽ đọc là sự kết hợp giữa hai nguyên âm đơn, tức là âm A là sự kết hợp giữa âm E và âm I. A, 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 đúng không? Cho nên chúng ta sẽ đọc là A. Okay, that's it for today, and thanks for watching my video, and see you next time. Bye!